Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Hang. Thì hôm trước mình có tạo một cái video để bắt đầu cái chuỗi hướng dẫn các bạn kiếm tiền trên YouTube. Thì đó là video đầu tiên mình hướng dẫn các bạn tạo ra một cái kênh như thế nào, cũng như cách các bạn có thể phân biệt được một cái kênh gọi là kênh chính hay là kênh phụ. Thế thì cái video ngày hôm nay á sẽ tiếp tục cái chuỗi đó, tức là cái video số 2 trong chuỗi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể thiết lập những cái thông tin cần thiết trong cái kênh. Ví dụ như là ảnh đại diện của một cái kênh hay là một cái logo chỗ này, tức là ảnh hồ sơ. Hoặc là chúng ta sẽ có những cái video giới thiệu cái kênh chúng ta, ví dụ như thế này. Ở đây thì nó sẽ có hai loại, một cái loại á là dành cho người đã đăng ký và một cái video á dành cho người lần đầu tiên mà đến cái kênh chúng ta. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng phần trong cái video này. Tức là chúng ta sẽ thiết kế cả những cái hình như thế này ha, để chúng ta làm cái ảnh bìa của kênh và tạo luôn cả cái logo. Dĩ nhiên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào cho nó đơn giản nhất bằng những cái công cụ á, tự động, tức là hỗ trợ chúng ta thiết kế chứ chúng ta không cần phải dùng những cái phần mềm thiết kế phức tạp như là Photoshop. Thì mình sẽ hướng dẫn luôn ha, trong cái kênh demo hôm trước mình đã hướng dẫn. Thì ở đây á mình đã đăng nhập cái tài khoản ở trên cái trình duyệt Firefox. Thì cái kênh hôm trước mình làm demo á là kiến thức đầu tư tài chính nè. Thì ở đây mình đã đăng nhập sẵn cái tài khoản của mình rồi. Thì bây giờ á các bạn sẽ kích vào cái logo ở đây. Chúng ta sẽ vào cái phần là YouTube Studio. Thì đây là cái chỗ để quản lý cái kênh YouTube của chúng ta ha. Đây là một cái kênh mới cho nên nó sẽ giới thiệu là chúng ta sẽ sử dụng cái phần giao diện á YouTube Studio mới, không sử dụng cái phiên bản cũ nữa. Thì ở đây các bạn có thể bấm vào cái nút tìm hiểu thêm để chúng ta có thể xem những cái giới thiệu ở đây. Thì YouTube họ cũng có làm những cái video để hướng dẫn những cái tính năng mới của cái phần YouTube Studio mới này. Tuy nhiên thì các bạn có thể xem hoặc là các bạn xem cái hướng dẫn của mình sẽ hướng dẫn từng bước để chúng ta có thể làm luôn. Rất là đơn giản thôi. Bây giờ thì các bạn sẽ thấy cái phía bên tay trái của mình á, nó sẽ có một cái phần gọi là cây đũa thần nè. Cái bên nó sẽ có cái chữ là tùy chỉnh, thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Thì đây là cái chỗ để chúng ta có thể thiết lập những cái bố cục của kênh. Bố cục của kênh là như thế nào? Thì các bạn có thể xem ở đây ha. Ví dụ như các bạn thấy là khi vào cái kênh kiến thức của mình á, thì các bạn sẽ thấy đây là cái phần video giới thiệu. Kế tiếp mình sẽ thiết lập cái phần là những cái video phổ biến, tức là những cái video nào á mà được xem nhiều nhất. Thì những cái này mình đã làm rất lâu rồi ha, cách đây mấy năm cho nên lượt xem nó sẽ cao. Rồi những cái video mới tải lên nè, những cái chủ đề mà mình muốn các bạn xem, ví dụ như kiếm tiền YouTube năm 2020. Thì hiện nay mình đang làm cái chuỗi mới là 2021 đó. Thì chúng ta có thể thay đổi những cái chủ đề này. Tiếp tục là sử dụng cái máy ảo ha trên hệ thống của VOTA. Thiết kế web bằng WordPress nhân dân. Thì những cái phần thiết lập này là người ta gọi là bố cục, chúng ta sẽ làm luôn trong cái phần này. Cái thứ hai á là xây dựng thương hiệu. Thì xây dựng thương hiệu nó sẽ có gồm ảnh hồ sơ. Thì cái ngày hôm trước á, trong cái đô số 1 á, mình đã hướng dẫn các bạn làm ra cái ảnh hồ sơ như thế này, tức là chúng ta sẽ up lên như thế nào. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập một cái logo mới cũng được, sau đó chúng ta sẽ thay đổi cái này. Tiếp theo là hình ảnh biểu ngữ, hay lúc nãy mình nói là ảnh bìa đó, thì các bạn thấy nó sẽ xuất hiện trên TV như thế này, trên máy tính như thế này, và trên điện thoại như thế này. Tiếp theo là hình mờ của video. Thì khi mà chúng ta xem một cái video, các bạn sẽ thấy có một cái nút ở chỗ này, thông thường nó ghi là chữ đăng ký hay là subscribe hay là cái gì đó, thì chúng ta sẽ làm luôn ở đây. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra cái nút như thế này. Thật ra trước đây mình đã có làm rồi ha, thì có thể mình sẽ để cái link bên dưới để các bạn có thể bấm vào các bạn xem, để chúng ta không tốn thời gian để làm lại video cũ nha.
thì các bạn sẽ có cái phần xây dựng thương hiệu. Tiếp theo là cái thông tin cơ bản. Thông tin cơ bản là cái phần sẽ giới thiệu về cái kênh chúng ta. Ví dụ như tên kênh là cái gì, nội dung mô tả, thì các bạn thấy nè, chúng ta có thể thay đổi hết những cái này. Hoặc là chúng ta có thể tạo ra một cái địa chỉ kênh. Dĩ nhiên chúng ta muốn tạo được cái địa chỉ kênh á, thì nó sẽ có một số cái điều kiện. Thì bây giờ chúng ta mới tạo cho nên chúng ta cũng không cần ha. Rồi chúng ta có thể liên kết đến một cái trang web. Thì cái phần này hôm trước mình đã hướng dẫn rồi. Các bạn có thể xem lại cái video số 1. Mình sẽ để trong cái mô tả cái video nha. Các bạn sẽ bấm vào. Ở đây chúng ta có thể thêm email liên hệ hay là những cái fanpage hay là những cái group mà chúng ta quản lý để có thể tương tác với khán giả ha. Thì cái video này sẽ tập trung vào ba cái mục này, tức là bố cục, xây dựng thương hiệu và cái thông tin cơ bản. Bố cục thì thật ra chúng ta phải up một số cái video rồi chúng ta tạo những cái danh sách phát. Chúng ta có thể tạo ra những cái video ngắn dần dần thì chúng ta mới có thể tạo bố cục được. Cho nên cái phần này mình sẽ để lại sau nha. Chúng ta hiểu được cái bố cục và thiết kế như thế nào thì mình sẽ tạo ra trong cái video kế tiếp, tức là khi các bạn up video lên các bạn sẽ làm như thế nào để cho nó chuẩn SEO, rồi chúng ta tạo ra một cái danh sách phát dần dần. Thì khi mà có đủ những cái phần đó thì chúng ta mới có thể làm bố cục. Còn video này sẽ tập trung vào cái phần là xây dựng thương hiệu nha. Bây giờ để có thể thiết kế một cái logo hay là những cái hình ảnh biểu ngữ thì mình sẽ giới thiệu các bạn vô cái trang này. Đây là cái trang web cho chúng ta có thể thiết kế những cái ảnh bìa kênh YouTube, Facebook hay là logo nhân dân. Đó là cái trang photoz.com, các bạn có thể kích vào đây ha. Thì cái này các bạn có thể nhập trực tiếp vào trong trình duyệt web, hoặc là các bạn sẽ bấm vào cái link trong mô tả cái video á mà mình sẽ để khi video này mình public lên ha. Các bạn sẽ bấm vào thì nó sẽ đi đến đây. Ở đây thì các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản để chúng ta có thể sử dụng miễn phí. Các bạn lưu ý đây là một cái trang cho chúng ta sử dụng miễn phí ha. Hoặc là các bạn muốn chuyên nghiệp hơn thì chúng ta cũng có thể đăng ký trả phí. Thì mình sẽ dùng miễn phí thôi. Ở đây thì mình sẽ bấm vào cái nút đăng nhập nè. Thì ở đây mình có thể sử dụng luôn cái tài khoản Facebook để mình đăng nhập vào trong đây. Hoặc là các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản mới, cái này tùy chúng ta thôi ha. Hoặc chúng ta có thể sử dụng luôn cái tài khoản Gmail. Tức là các bạn có 3 cách để chúng ta làm cái này. Thì ở đây mình sẽ kích vào cái mục là đăng nhập với cái tài khoản Facebook. Chúng ta bấm vào đây. Thì cái này trước đây mình đã đăng ký rồi, cho nên mình sẽ dùng luôn. Bây giờ mình muốn thiết kế thì các bạn sẽ kích vào cái nút là Redesign. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Tức là tạo ra một cái bản thiết kế mới á. Thì ở đây các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều cái chủ đề ha. Đây là những cái chủ đề mà người ta dùng phổ biến thì chúng ta có thể dùng ha. Ví dụ như poster hay là cái danh thiếp hay là một cái bìa của một cái tạp chí ha. Hoặc là ảnh bìa Facebook nè, ảnh bìa một kênh YouTube, hoặc là một cái bài đăng trên Facebook, một cái bài đăng trên Instagram ha. Rất nhiều thứ để chúng ta làm. Ở phía dưới nó có những cái phần là marketing ha. Các bạn có thể sử dụng những cái phần này. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có những cái phần social media, tức là tạo ra những cái bài post ha, những cái sự kiện, rất nhiều mục ở đây. Thế thì ở đây mình đang quan tâm tới cái chuyện là ảnh bìa của một kênh YouTube, thì các bạn có thể vào cái mục social media header này, chúng ta chọn vào cái mục YouTube channel ạ. Các bạn bấm vào đây. Thì ở đây nó sẽ hiện ra rất nhiều cái mẫu để chúng ta có thể dùng. Tuy nhiên các bạn sẽ phân biệt cho mình cái nào là miễn phí, cái nào là trả phí. Những cái nào mà có cái dương miệng như thế này, tức là phải trả phí ha. Tức là chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản trả tiền á, thì chúng ta mới được dùng. Còn những cái nào mà không có, tức là cho phép chúng ta sử dụng miễn phí. Thế thì chúng ta chỉ sử dụng những cái thằng nào không có vương miện thôi. Chúng ta sẽ tìm ha, những cái nào mà chúng ta thích để chúng ta chọn ha. Mình lấy ví dụ như bây giờ mình chọn cái này đi. Cái này là một cái miễn phí nè. Thì các bạn sẽ lựa những cái nào liên quan đến cái chủ đề kênh chúng ta. Ví dụ mình đang làm
liên quan đến cái phần đầu tư tài chính. Thì các bạn thấy ở đây mình đang chọn cái phần liên quan đến quyển sách ha, ly cà phê, thì nó hợp lý rồi ha. Và chúng ta sẽ thay đổi cái nội dung ở đây. Các bạn có thể thay đổi những cái phông chữ mà các bạn muốn thay thế cái này nha. Hoặc là các bạn thích cái này thì các bạn để luôn cũng được. Tuy nhiên có một số cái phông nó sẽ không hỗ trợ tiếng Việt, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái này. Ví dụ như bây giờ mình chọn một cái phông nào đó phổ biến chẳng hạn, ví dụ như Arial hay là Thai New Roman vân vân. Có rất nhiều phông để các bạn có thể làm cái này. Cái này thì cũng phân biệt giùm mình, cái nào có vương miện thì phải trả tiền thì chúng ta mới dùng được, còn nếu không thì chúng ta sẽ sử dụng những cái không có vương miện ha. Rồi, các bạn cũng có thể chọn màu sắc ở đây vân vân. Thế thì mình để nguyên thế này cũng được. Các bạn sẽ thay đổi nội dung chẳng hạn. Ví dụ như mình liên quan đến tài chính thì mình có chữ money chẳng hạn. Ha, money. Chúng ta cũng có thể thay đổi màu sắc của cái này. Tuy nhiên thì các bạn thấy ở đây người ta thiết kế theo cái mẫu thì nó đã rất là đẹp rồi. Cái nền ở đây là màu sẫm ha. Thì cái chữ màu trắng thì rất là đẹp. Rồi. Thì các bạn có thể để nguyên, còn nếu mà các bạn không thích thì các bạn có thể kích vào đây để các bạn thay đổi những cái màu ở đây. Thì nó sẽ thay đổi ha, ví dụ mình đổi sang màu vàng cũng được. Cái này thì tùy theo cái thẩm mỹ của chúng ta. Sau đó thì các bạn kích ra bên ngoài. Các bạn thấy chưa? Hoặc là chúng ta có thể thay đổi kích cỡ của chữ. Các bạn muốn to nhỏ gì đó các bạn kích vào đây. Hoặc là chúng ta có thể kích vào chữ A cộng nè, thì nó cũng sẽ tăng lên ha, rồi A trừ. Dĩ nhiên khi mà chúng ta kích lớn lên thì các bạn có thể điều chỉnh cái phần này. Nó sẽ thay đổi. Rồi có thể in đậm nè, in nghiêng nè, gạch dưới nè. Thì tùy theo cái ý đồ chúng ta ha, mà chúng ta sẽ làm. Ở đây mình thấy in đậm mà đẹp rồi, mình để như vậy. Ở đây nó đang để canh trái, chúng ta có thể để nguyên. Các bạn thích thì có thể canh giữa hoặc là canh phải. Ở đây là một cái câu thông điệp. Chúng ta có thể thay đổi nội dung ở đây. Chia sẻ những cái gì đó liên quan đến đầu tư chẳng hạn ha. Chia sẻ kiến thức đầu tư tài chính sau khi mình thay đổi nội dung xong thì cũng giống như lúc nãy, các bạn có thể thay đổi phông chữ, thay đổi kích cỡ, thay đổi màu sắc vân vân, cũng như là in đậm, in nghiêng, gạch dưới, hoặc là canh trái, canh giữa, canh phải ha. Rồi những cái phần này nếu mà các bạn thấy nó ok rồi thì chúng ta để nguyên nha. Sau khi mà thiết lập xong, tức là chúng ta đã thiết kế được cái ảnh bìa rồi đó, thì các bạn sẽ kích vào cái nút download chỗ này. Thì ở đây các bạn thấy là chúng ta có thể để cái định dạng là JPEG, tên là PhotoJet, hoặc các bạn có thể đặt một cái tên kênh gì đó. Mình có thể đặt trước cũng được, hoặc là sau này các bạn lưu xuống máy rồi các bạn đổi tên cũng không sao. Mình để luôn ha. Các bạn kích vào cái nút download ở đây. Các bạn sẽ chọn cái mục là download miễn phí ngay bây giờ. Chúng ta sẽ bấm vào cái nút này. Rồi, các bạn có thể đặt một cái tên nào đó ha. Ví dụ như là kiến thức đầu tư. Channel hay là gì đó ha. Chúng ta cứ đặt cái tên theo ý chúng ta. Mình lưu ở desktop nè. Các bạn nhấn vào nút save. Thì lúc này chúng ta đã có một cái ảnh bìa để cho cái kênh YouTube mình. Thì các bạn lưu ý đây là cái thiết kế theo mẫu, cho nên nó sẽ chuẩn đúng cái phần yêu cầu của một cái kênh YouTube. Rồi, nếu các bạn thích thì chúng ta cũng có thể thiết kế một cái logo. Cái này thì tùy thôi ha. Thì trong cái video số 1 mình đã hướng dẫn các bạn rồi, chúng ta có thể tìm trên mạng cũng được. Còn không thì chúng ta sẽ tự tạo ra một cái logo dành riêng cho chúng ta. Bây giờ giả sử như mình muốn thiết kế một cái logo thì mình quay trở lại trang chủ nha. Các bạn kích vào cái logo của PhotoJet chỗ này. Chúng ta lại quay trở về trang chủ. Và các bạn sẽ kích vào cái nút là Re-Design. Chúng ta sẽ tạo ra một cái thiết kế mới. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế một cái logo theo ý muốn của chúng ta. Thì như mình nói, ở trong đây nó có rất nhiều cái thứ ở đây. Bây giờ chúng ta muốn làm logo thì các bạn sẽ chọn cái phần này. Kích thước là 500x500 pixel. Cũng hoàn toàn tương tự như lúc nãy. Những cái nào mà không có vương miện
thì nó là miễn phí. Cái nào có vương miện là tính phí ha. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng những cái nào mà không có vương miện thôi. À, mình lấy ví dụ như mình sẽ dùng cái một cảnh nào đó mà nó liên quan nha. À, các bạn có thể lăn chuột xuống để chúng ta tìm. À, ví dụ như cái này chẳng hạn ha, một cái quả địa cầu có hình cái máy bay bay lên chẳng hạn. Tìm xem còn cái nào khác không ha. Có rất nhiều mẫu. Rồi, bây giờ mình lấy cái mẫu lúc nãy đi. Hình có một cái chiếc máy bay bay lên ha. Hình này. Thì các bạn thấy nè, chúng ta sẽ có một cái mẫu ở đây. À, các bạn thích thì các bạn sẽ thay đổi nội dung ở đây. Ví dụ như thay đổi thành cái chữ money lúc nãy chẳng hạn. Còn không thích thì các bạn bỏ luôn. Ha, cái này thì tùy thôi. Rồi, mình sẽ ghi chữ money ở đây. À, cái câu ở dưới thì thay đổi theo cái gì đó. Các bạn có thể thay đổi. Nếu các bạn không thích thì các bạn xóa luôn. À, photo z chỗ này không thích, kích vào, bấm delete cái bàn phím ha, chúng ta xóa luôn. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ lưu cái này lại. Chúng ta sẽ kích vào cái mục download ở đây. Cái mũi tên ở đây ha, hoặc là kích ở đây cũng được. Rồi, photo z. Bây giờ thì các bạn sẽ lưu ý cho mình nè. À, cái định dạng mà JPEG thì cái nền màu trắng ở đây á thì nó sẽ là màu trắng. Hoặc là cái phần nền ở đây nếu mà là trong suốt á thì nó cũng sẽ chuyển thành màu trắng. Còn nếu mà chúng ta lưu ở dạng là PNG á, tức là cái này, thì nếu như cái nền là trong suốt thì nó sẽ là trong suốt chứ không phải là màu trắng ha. À, trong suốt tức là giống như một tấm gương á, chúng ta có thể nhìn xuyên qua bên dưới. Thì các bạn muốn trong suốt thì các bạn sẽ tích vô cái mục này ha, tức là cái nền trong suốt, các bạn lưu ý nha. Sau đó chúng ta sẽ kích vào cái nút download ở đây. Mình sẽ kích vào download miễn phí ngay bây giờ. Mình cũng sẽ lưu vào desktop. Ở đây mình kêu là logo money chẳng hạn. Sau đó các bạn kích vào nút save. Thì bây giờ chúng ta đã có hai cái hình. Thứ nhất á, là cái ảnh bìa. Thứ hai á, là cái logo mà chúng ta vừa thiết kế xong. Các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ dùng hai cái này để chúng ta xây dựng thương hiệu cho cái kênh YouTube của chúng ta. Mình sẽ mở kênh YouTube lên. Bây giờ trong cái phần xây dựng thương hiệu này thì nó sẽ cho chúng ta thay đổi ảnh hồ sơ. Cái này hôm trước mình đã up rồi, thì bây giờ mình sẽ thay đổi nè. Các bạn bấm vào thay đổi. Nó sẽ cho chúng ta up một cái logo mới lên. Ví dụ như cái này. À, logo money. Các bạn kích vào nút Open thì nó sẽ cho chúng ta thay đổi cái này. À, nếu các bạn thấy cái này nó cần điều chỉnh thì chúng ta có thể kéo vào đây ha, thay đổi lại sao cho nó phù hợp. Thì cái này tùy theo cái ý đồ chúng ta thôi. Còn nếu mà chúng ta thấy mà nó như thế này là đẹp rồi thì chúng ta cứ để nguyên ha, các bạn lưu ý ha, chúng ta có thể kéo maximum chỗ này. Sau khi điều chỉnh kích thước xong thì chúng ta sẽ kích vào cái nút xong ở đây. Thì các bạn thấy logo đã được thay đổi ha. À, cái này thì do mình đã up trong cái video đầu tiên rồi. Còn nếu mà chúng ta chưa có up cái logo lên á thì ngay chỗ này nó sẽ có cái nút là tải lên như thế này nè ha. Thì chúng ta cứ việc bấm vào để tải lên thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi hình ảnh biểu ngữ hay gọi là ảnh bìa của kênh YouTube. Thì nó nói độ phân giải tối thiểu sẽ là 2048 nhân cho 1152. Kích thước tối đa sẽ là 60. Thì ở đây chúng ta có thể kiểm tra lại. Chúng ta kích phải vào cái hình. Chúng ta chọn Property. Thì các bạn thấy kích thước của cái file này á, nó sẽ có dung lượng là 900 GB, tức là rất là nhỏ so với cái phần cho phép là 60. Cái dung lượng thì ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần kích thước. Chúng ta qua thẻ Excel. Các bạn sẽ thấy kích thước ở đây á, chiều rộng là 2560, chiều cao là 1440 pixel. Tức là nó đáp ứng cái phần yêu cầu ở đây. Tức là nó đáp ứng cái điều kiện ha. Ảnh tối thiểu phải có kích thước 2048 nhân cho 1152 pixel. Thì chúng ta có thể kích vào cái nút tải lên ha, để chúng ta dùng luôn.
chúng ta sẽ chọn kênh bìa. Lúc nãy mình đặt là kiến thức đầu tư nè, các bạn bấm vào nút open. Thì lúc này nó sẽ up cái phần này lên. Thì các bạn thấy trên TV nó sẽ hiện như thế này. Nhìn trên máy tính như thế nào. Cái này thì các bạn thấy nó hơi dở rồi ha. Cái chữ money nó lại cao ở trên. Cái chữ lại nằm ở đây. Thế thì khi mà chúng ta nhìn trên cái thiết bị á, thì nó sẽ không chuẩn. Cho nên chúng ta điều chỉnh lại. Cái này thì theo mẫu của PhotoZ nhưng nó lại không chuẩn ha. Thì chúng ta điều chỉnh lại xíu nha. Mình sẽ hủy chỗ này. Mình quay trở lại cái trang thiết kế lúc nãy nè. Lúc nãy nó nằm hơi cao thì bây giờ mình sẽ kéo cái này nè. Đi xuống ha. Các bạn có thể dùng mũi tên các bạn chỉnh xuống cũng được. Các bạn thấy không? Hoặc các bạn có thể đưa con chuột vô cấu hình 4 cái mũi tên đó, các bạn kéo xuống. Cái này chúng ta có thể kéo lên. Các bạn thấy chưa? Chúng ta canh ngay giữa sao cho nó đẹp. Sau khi canh xong thì chúng ta sẽ download cái này xuống. Có thể lưu JPEG cho nó nhẹ ha. Rồi, download. Download miễn phí ngay bây giờ. Chúng ta cũng đặt cho nó một cái tên. Thì mình có thể lưu đè lên tên cũ cũng được. Không phải là các bạn có thể thêm số 1. Hay là chúng ta thêm chữ YouTube cũng được. Không sao. Sau đó các bạn kích vào nút Save. Thì chúng ta sẽ có một cái hình mới. Bây giờ mình sẽ up lại nè. Các bạn bấm vào nút tải lên. Mình sẽ tìm đến cái tên là kiến thức đầu tư YouTube. Các bạn bấm open. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn nhìn kỹ đó, thì các bạn thấy cái chữ đầu tư tài chính, cái chữ chính này nó lại lệch qua bên đây. Thế thì chúng ta nên dời cái này xích vào trong đây xíu để cho nó hoàn tất ha. Cái mẫu này thiết kế hơi không được tốt. Cho nên là nó không có chuẩn. Mình sẽ kéo vào nè. Rồi, cái này cũng vậy. Chúng ta sẽ kéo vào. Các bạn thấy nó có một cái lằn gạch như này ha. Để cho biết chúng ta canh nó chuẩn hay chưa. Các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình lại lưu lần nữa nè. Cái này nó hơi dở cho nên chúng ta lại làm quá nhiều lần ha. Rồi, mình lại đặt tên một lần nữa. Ví dụ mình thêm số 1 đi. Sale. Mình lại quay trở lại kênh YouTube. Mình hủy cái này. Up lại một lần nữa. Chúng ta sẽ chọn kiến thức đầu tư 1. Open. Rồi, bây giờ nó đã hiển thị rất là tốt rồi ha. Nhìn thấy trên TV nè. Nhìn thấy trên máy tính nè. Nhìn thấy trên điện thoại nè. Rất là ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái nút xong. Thì các bạn thấy chúng ta đã có cái phần review. Rất là ok. Cái chữ money hoặc là cái phần thông điệp á, các bạn có thể điều chỉnh xuống nữa cũng được. Còn không thì như thế này là ok rồi ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái hình mờ cho video. Tức là một cái biểu tượng á, thông thường người ta sẽ để là chữ đăng ký. Thì mình sẽ để cái link hướng dẫn các bạn làm từng bước để các bạn có thể tự tạo ra cái hình như thế này. Thì ở đây á, mình đã để sẵn một cái hình có cái chữ là đăng ký ngay. Thì mình sẽ lấy cái này mình làm luôn. Còn các bạn có thể tự làm lại ha. Hoặc là các bạn thích thì mình sẽ để cái link trong cái mô tả video á, để các bạn download về. Thì ở đây nó sẽ có một cái hướng dẫn. Nó nói là bạn nên chọn hình ảnh có độ phân giải là 150 nhân cho 150 pixel. Dĩ nhiên chúng ta có thể chọn lớn hơn cũng được. Tuy nhiên nó nên là kích thước hình vuông ha. Và cái loại file thì nó cũng đã khuyến nghị như thế này. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là không được vượt quá 1 MB ha. Thì cái file này á, nó rất là nhẹ thôi. Chỉ có 24 kg ha. Cho nên thỏa mãn được cái điều kiện ở đây. Thế thì bây giờ mình sẽ kích vào cái nút tải lên. Mình sẽ bấm vào cái nút đăng ký chỗ này. Chúng ta bấm open. Chúng ta cũng có thể điều chỉnh cái phần này lại sao cho nó phù hợp với ý muốn chúng ta. Các bạn thấy chưa? Chúng ta điều chỉnh này ha. Rồi. Sau khi điều chỉnh xong thì các bạn sẽ bấm vào cái nút xong chỗ này. Thì các bạn thấy khi mà người ta xem video chúng ta đó thì nó sẽ có hiện cái nút ở đây. Thì khán giả họ bấm vào đây họ sẽ đăng ký kênh của mình. Ở đây nó sẽ hỏi chúng ta là hiển thị cái nút này ở đâu. Ví dụ như họ coi đến cuối video thì chúng ta hiện cái nút này lên. Để có thể bấm vào cái nút này để đăng ký kênh chúng ta. Hay còn gọi là subscribe đó. Còn nếu mà chúng ta chọn cái thằng thứ ba
là toàn bộ video, tức là nó sẽ hiển thị từ đầu tới cuối video luôn. Còn cái phần thời gian bắt đầu tùy chọn thì nó sẽ cho phép chúng ta thiết lập cái thời gian mà cái nút này á, nó hiển thị. Thì thông thường á, mình ưa chọn là toàn bộ video để khán giả người ta chú ý hơn. Thì chúng ta sẽ được như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ kích vào cái nút xuất bản. Thì những cái phần mà chúng ta vừa thiết lập á, nó sẽ được public lên cái kênh YouTube này. À, các bạn sẽ kích vào cái nút là chuyển đến kênh thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái kênh YouTube mà chúng ta đang làm. Hoặc các bạn có thể vào youtube.com. Sau đó thì các bạn kích vào cái biểu tượng của chúng ta trong này. Các bạn có thể chọn kênh của bạn. Thì các bạn thấy những cái phần mà chúng ta vừa làm á, nó đang hiển thị ở đây. À, ví dụ như cái ảnh bìa trong này. Logo ở đây. À, logo ở đây thì nó cái khoảng trắng nó hơi nhiều ha. Thì các bạn lúc mà up lên á, chúng ta có thể điều chỉnh này lại. Và các bạn có thể quay trở lại đây. À, các bạn có thể bấm vào cái phần thay đổi chỗ này. À, giả sử như mình up lại cái video đó thì các bạn thấy là cái phần trắng này hơi nhiều nè. Thì bây giờ các bạn sẽ kéo cái này vào. Để cái nội dung chúng ta hiển thị á, nó ok hơn. Các bạn thấy không? Các bạn có thể kéo sát vào trong đây luôn cũng được. Thì cái logo nó sẽ hiển thị đẹp hơn. Rồi, mình kéo như thế này. Sau đó các bạn bấm vào nút xong. Thì các bạn thấy ok chưa? Chúng ta sẽ xuất bản luôn ha. Sau khi mà chúng ta xuất bản xong đó, thì chúng ta lại quay về cái kênh này. Chúng ta load lại. Các bạn thấy nó đã đỡ hơn rồi đúng không? À, rất là ok. Rồi. Thì đó là nội dung của chúng ta ngày hôm nay, tức là video thứ hai đó, hướng dẫn các bạn xây dựng cái phần thương hiệu. Thông tin cơ bản thì các bạn có thể kích vào đây và chúng ta thay đổi cái tên của cái kênh YouTube bằng cách là kích vào cây bút chỗ này. À, giả sử chúng ta không thích cái tên này, các bạn có thể nhập một cái nội dung ABC XYZ gì chỗ này. Ha. Còn mình thấy ok rồi thì mình để nguyên. Mô tả thì các bạn cũng có thể thay đổi ở đây. Chúng ta muốn viết nhiều hơn. Ví dụ như kênh chúng ta sẽ chia sẻ về chứng khoán, về Bitcoin, về tiền ảo hay là những cái kiến thức mà đầu tư, ví dụ như đầu tư về các quỹ chẳng hạn, quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ trái phiếu, cổ phiếu vân vân. Những cái phần ở đây thì mình cũng đã nói rồi. Và trong cái đô số 1 cũng đã hướng dẫn các bạn liên quan, thì chúng ta có thể xem lại. Thì nếu mà các bạn có thay đổi thì các bạn sẽ hiệu chỉnh ở đây, sau đó các bạn kích vào nút xuất bản ha. Thì nó sẽ thay đổi cái phần này. Thì chúng ta đã có thể có được một kênh YouTube tương đối đẹp mắt. Dưới sự hỗ trợ của cái trang thiết kế là photoz.com mà chúng ta có thể dễ dàng chúng ta thay đổi những cái phần này rất là nhanh. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.